chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Lý Số và Đời Sống. Tôi tên là Tina Nguyễn, con kính chào thầy Hoàng Quý Sơn. Thầy kính chào Tina. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Apple TV, ABTV 21.12. Xin kính chúc quý vị một ngày thật là an lành. Dạ thưa thầy, cũng bây giờ cũng là cái tháng cuối của năm thì con cũng nghĩ lại là con bắt đầu biết đến làng ta của thầy cũng được khoảng 4 năm rồi, từ năm 2019. Thì lúc đó đó thì câu chuyện của con là cũng công ty của con cũng có nhiều khó khăn, nhân viên rồi khách hàng này kia cứ rất là nhức đầu. Thì không biết tại sao ngưng cơ duyên gì đó mà con vô Facebook, con vô được cái group làng ta của thầy. Thì trong đó con đọc những cái cách hướng dẫn, cách tu tập cho những người mà đang khó khăn, công ty đang khó khăn, làm ăn buôn bán khó khăn. Thì con mới thấy là cái chú dược sư á là cái mà thích hợp với cái trường hợp của con lúc đó. Thì con bắt đầu bằng cách là con cứ niệm Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật ngày 1080 lần. Tức là rồi cái sau, đó là niệm Phật. Dạ, dạ. Rồi con... sau đó con bắt đầu ngồi niệm chú, tức là niệm chú mà ngồi xuống rồi thắp hương này kia ngồi niệm 108 lần. Thì ngoài ra con biết là trong làng ta có hướng dẫn những cách tu khác, những cái chú khác. Thì con cũng không biết là cái chú dược sư á là lúc nào mình dùng chú dược sư, lúc nào thì mình dùng những cái chú khác ạ. Thật ra đó thì con biết đó, mình tu tập đó thì Đức Phật hay lắm. Ngài nói đến 84.000 pháp môn rồi, tức là nó đủ các cách để mà tu tập. Mục đích chỉ để giải thoát thôi, chứ tu tập đối với Phật đạo nó không có gì khác ngoại trừ là giải thoát. Đó. Nhưng mà tại vì á, chúng sanh á, nó có tùy duyên hợp với cái loại nào. Cũng giống như bây giờ, thí dụ như con thấy nó có nhiều cái tiệm con ăn thì con thấy nó dở ẹt. Nhưng mà người khác ăn lại thấy rất ngon. Thế cho nên á, là mình không thể nói cái nào nó hay hơn cái nào, nó cũng không thể nói cái nào nó dở hơn cái nào. Thành ra đó là lý do tại sao khi Đức Phật khi thuyết đó, đều nói rằng chú này là chú... đại tùy cầu, thí dụ vậy, hay là cái chú này là chú lớn cao nhất, cao tột lớn nhất của Phật đạo, thí dụ vậy. Nhưng mà thật ra cái nào nó cũng giống nhau hết, tại vì cái nào nó cũng để giải thoát, mà hễ con giải thoát được tức là nó là cao tột chứ gì, đúng không? Cho nên là tất cả các chú đều giống như nhau, nhưng mà vì chư Phật khi các ngài tu đó, các ngài có những cái hạnh nguyện, mỗi ngài có cái hạnh nguyện khác nhau. Cho nên là các ngài dùng cái phương pháp đó, đem cái hạnh nguyện đó để mà tạo thành cái chân ngôn, tức là thần chú đó. Thì khi các ngài thành đạo rồi, các ngài sẽ dùng cái chân ngôn đó để cho mọi người cùng biết cái cách làm sao để tu có thể giải thoát được. Tức là nó đơn giản, thay vì con đọc cái kinh dược sư thì nó dài, đúng không? Cho nên tất cả ở trong đó ngài mới lập ra cái chú dược sư, tức là nó ngắn hơn, dùng những cái chữ mà nó gọi là chân ngôn mà, nói một cách cụ thể ngắn gọn để cho con tu tập. Và nhờ cái năng lượng hay là cái năng lực mà của thần chú đó, nó rất là màu nhiệm. Đồng thời nữa là chư thiên thần, họ long thần hộ pháp, họ sẽ gia hộ nếu khi con trì những cái chú đó. Đó là lý do tại sao thầy bày ra nhiều cái phương cách để cho người ta tu nó dễ. Ai hợp cái món nào thì ăn món đó, chỉ có vậy thôi. Vậy còn tức là nếu mà ai mà kêu khó khăn này kia thì, nhưng mà có những cái chú như vậy thì ai thích cái nào, cảm thấy mà có duyên mình đọc, mình thấy cảm thấy có duyên thì mình rồi bây giờ để thầy nói thử con nghe vậy nha. Ví dụ như một người đầu óc của họ ngu si, không có biết, học thì dở quá, ở trong trường học hoài không nhớ đấy nha. Hoặc là người có cái tính mà sợ hãi đi ra, thí dụ người không biết hát hay là biết hát luôn nhưng mà cứ leo lên sân khấu là sợ, hoặc giả là đi thi là sợ, hay là ra đứng trước đám đông là sợ, cho nên họ không thể nào dám đứng trước mọi người để nói chuyện. Thì những người đó tại sao thầy phải bày cho họ đọc cái chú Vô Tận Tạng Đà Ra Ni? Thứ nhất á, cái chú Vô Tận Tạng đó là nó có cái khả năng nó khai mở cái tạng thức của con, để con có thể con biết được những thứ mà hồi nào giờ nó bị kềm hãm mà con không biết được. Thí dụ như oan gia trái chủ nó che con không thấy được, thí dụ vậy. Thì đó chính là cái lý do tại sao phải trì cái chú Vô Tận Tạng Đà Ra Ni. Cái sự mầu nhiệm mà cái chú nó lớn, nó rất là mạnh. Đó, thì con thấy không, tất cả những người ở trong làng ta khi mà họ ngu si, họ không nhớ, học hoài họ không nhớ, thì khi mà họ trì cái chú đó rồi đó, một sau một thời gian 3 tháng 6 tháng 1 năm thì tự nhiên trí tuệ của họ nó khai ra, họ biết được những cái thứ ở trong tạng thức của họ nó tìm sẵn ở trong rồi, thì bây giờ nó mở ra, nó khai ra, thế là họ trở thành thông minh.
Và cái sự sợ hãi của họ nó không còn nữa. Yeah. Tại vì cái này là thầy đã bày ở trong làng là biết bao nhiêu đứa nó giải quyết được rồi. Yeah, đó, yeah. Thì con cũng biết. Yeah. Còn thí dụ như bây giờ như chú Dược Sư đó thì con thấy là chú Dược Sư hay chú Đại Bi thì cái công năng nó thật ra nó cũng giống như nhau, nhưng mà tại vì cái lời nguyện 12 đại nguyện của Đức Dược Sư đó thì nó rất là bao la và nó khủng khiếp. Yeah. Và cái đặc biệt nhất là cái 12 lời nguyện của Đức Dược Sư đó nó lại phù hợp với tất cả những người đang sống trong thời đại này. Yeah. Đó, tại vì thời đại này là cái thời đại ngũ trược mà nó ghê gớm lắm, nó khủng khiếp lắm. Cho nên cái chú Dược Sư nó có cái công năng để nó thay đổi những cái tư tưởng đó. Yeah. Thì chú Đại Bi nó cũng có chứ không phải nó không có, nhưng mà thứ nhất là nó dài. Yeah. Khó nhớ. Yeah. Đấy nha. Đó. Mà nếu mà cái người trì chú Dược Sư đó thì con không cần nhớ, con không cần tập trung, mà con chỉ có lo con đọc yeah. riết một hồi từ từ nó tập trung. Yeah. Còn nếu con trì chú Đại Bi mà con không tập trung á, yeah. con trì nó không có lợi ích nhiều. Yeah. Cũng yeah. giống như con niệm A Di Đà Phật nó không có lợi ích nhiều. Yeah. Nhưng mà nếu con niệm Dược Sư Phật thì lợi ích của nó rất nhiều. Tại sao? Tại vì con không cần phải buông bỏ thứ gì hết, con vẫn có hết tất cả mọi thứ. Yeah. Rồi lúc con có được hết, con lại đi buông bỏ. Yeah. Còn bên kia con niệm A Di Đà Phật mà nếu con không buông bỏ, con niệm A Di Đà Phật giống như nước đổ đầu vịt, nó không có giá trị gì hết. Yeah. Đấy nha, tại vì cái pháp môn A Di Đà nó cao lắm. Yeah. Người thường cỡ như thầy là tu không nổi. Yeah. Còn cái pháp môn Dược Sư là nó dành cho cái dân hạ liệt, gọi là dân ngu si, dân ngu cu đen hay là yeah, dân ngu đậu. Si đần độn, yeah, yeah. Cũng đậu á. Yeah, yeah. Là thì chú Dược Sư là nó đẹp yeah, vô cùng. Yeah. Yeah. Thì con mỗi ngày con cũng là ba con bắt đầu là con bọn tụng thêm chú Vô Tận Tạng, xong rồi con thêm lạy sám hối nữa. Dạ. Thì thầy cái lạy sám hối là con lạy 108 lạy. Dạ. Thì mình cũng nói là từ thân mình ấy sinh ra rồi con xin thần tâm tháo sám hối. Dạ. Dạ. Thì con nghĩ là có phải thầy, con nhớ là con thầy có nói là trước khi mình bắt đầu mình tu tại gia thì mình cũng nên lạy sám hối trước, hoặc là mình lạy mỗi ngày đều rất là tốt ạ. Đúng. Dạ. Thật ra con tu tại gia hay là con xuất gia gì con cũng nên lạy sám hối hết á. Tại vì cái con phải nhớ nếu chúng sanh không có tội không sinh ra ở cái cõi đời này. Ai sinh ra cũng có nghiệp hết á. Luôn cả tăng sĩ cũng có nghiệp, mà con biết không, tăng sĩ là nghiệp nặng hơn hết. Người thường á, ít nghiệp, tăng sĩ nghiệp rất là nặng. Con thấy không, tất cả các thầy tu hầu như là 90-95% có người nào không bệnh không. Mà bệnh nào bệnh ấy con thấy trời ơi đất hỡi không à, chứ không phải bình thường giống như người ta. Cho nên là tăng sĩ là nghiệp rất là nặng. Thành ra dù là tăng sĩ hay cư sĩ không cần biết, tu là phải lạy sám hối thôi, phải sám hối thôi. Bởi vậy ngài Tuyên Hóa ngài mới nói, con thấy không, nếu mà ai mà không lạy một ngày mà lạy 108 lạy, hay là một trong cuộc sống đó một năm hay là 10 năm mà không lạy được 10.080 lạy đó thì coi như là chưa có tu. Chưa lạy sám hối thì chưa có tu. Nhưng mà điều mình nói thì mình nói như vậy, cái quan trọng là lạy sám hối là con phải tập trung. Chứ không phải cứ cuốc. Bởi vậy con thấy nhiều đứa nó cứ lạy sám hối xong nó ủa sao con lạy nó không có tiêu nghiệp, nó tại vì lạy không đúng sao tiêu được. Lạy là phải tập trung. Vậy thầy bày cho cái cách tập trung để lúc mà lạy sám hối thầy. Thì thường thường đó con lạy sám hối, thí dụ như con đứng ở trên con Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, thì khi con lạy xuống đó, con phải nhìn theo cái tay con lạy xuống, rồi cái chân con quỳ xuống, rồi cái tay con đưa ra, con đẩy ra, rồi con ngửa ra, thí dụ vậy. Thì hay là có người thì cầm lại đó, cái chuyện mà con làm cái gì đó nó không phải là cái điều quan trọng, mà cái quan trọng là cái sự tập trung của con. Từng cái lúc con thả tay xuống cho tới cái lúc mà con quỳ xuống, con gõ tiếng chuông rồi con quỳ xuống, rồi cho đến cái lúc con đứng lên rồi con chắp tay, con xá, rồi con lạy lại, thí dụ vậy. Đó, thì cái đó nó mới là cái quan trọng. Cũng giống như bây giờ có nhiều đứa nó nói, thầy ơi con sáng là con lạy sám hối nè, con trì chú Dược Sư 108 lần nè, con trì chú Đại Bi 21 biến nè, con niệm Nam Mô Dược Sư Phật 1080 lần nè, rồi buổi chiều con cũng tu y như vậy nè, còn trì thêm chú Vô Tận Tạng này kia, ôi cha nó kể ra nó nhiều lắm. Thì nó hỏi vậy con tu vậy có đúng không? Thì thầy chỉ nói đơn giản nè, quan trọng đó là tu làm sao để cho tâm an lạc, chứ không phải là bạn làm cái gì. Con hiểu không? Bây giờ con có tụng cái gì đi nữa không cần biết, mà con không có an lạc thì không được. Đó, nó đơn giản, nó chỉ có thế thôi. Thì bây giờ thí dụ con đi tu đi, con đi tu mà mục đích của con vô không phải để con ôm cái chùa, cũng không phải để con mục đích con lập cái chùa hay là con đi làm cái chùa, mà cái mục đích duy nhất của con đi tu cạo đầu trọc mặc áo vàng để thành Phật, thì đương nhiên là con tu nó phải khác những người thường. Con thấy ngày Tuyên Hóa không? Con thấy giống như ngài Tịnh Không không? Đó,
ba người cùng tuổi nhau, hai ông kia người ta coi số là chết luôn cả ngày, người ta cũng coi số ngày chết, nhưng mà tại vì ngày tu để mà phổ độ chúng sanh, ngày tu để mà xuất thế, cho nên là ngày không chết, ngày cũng bệnh gần chết nhưng không chết. Yeah. Cùng tuổi cùng năm cùng tháng, ba ông đi tu, hai ông chết, có mình ngày sống. Yeah. Thì con thấy không đó, cho nên tất cả mọi thứ là do tâm của mình thôi. Yeah. Nếu không có cái tâm chịu. Yeah. Đó. Chứ không phải mà kiểu như con thấy mấy bà già đi chùa, may là tao đi chùa đó, chứ nếu mà không tao không đi chùa là chết. Chết với tao. Tao xin nghỉ chơi với Phật 5 phút. Yeah. Cho tao ra quánh nhỏ này. Yeah. Quan trọng là cái tâm thôi. Yeah. Như vậy tâm an lạc á thầy, tâm an lạc tức là lúc đó mình không nghĩ đến cái gì hết hay là mình nghĩ cái tâm tốt thôi. Nhưng cái tâm an lạc là nó như vậy nè. Yeah. Cho dù cái con biết đó, ngày mai là trời sập. Yeah. Thì con vẫn sống hết ngày hôm nay một cách an lạc. Yeah. Thoải mái, vui vẻ, và con không quan tâm ngày mai chuyện gì xảy ra. Bởi vì tại sao tụi nó hỏi rằng thầy làm sao có thể chịu được trong khi là một cái làng là 100 năm, bây giờ tới đây là làng, hồi mình bắt đầu cái chương trình đó là làng chỉ có là 150.000 phải không, hay là 40 mấy 50.000, bây giờ là 165.000 rồi. Yeah. Đó. Thì mà tại sao lại thầy bao nhiêu là chuyện nha, giống như là một cái tỉnh mà, giống như một cái nước thu nhỏ vậy, tại sao lại thầy có thể làm mọi thứ một cách bình thường và đọc không bỏ sót một cái tin nhắn hay là một cái gì của dân làng hết đó, thấy không? Tại vì khi tâm con an lạc thì con làm những chuyện đó con thấy nó bình thường thôi. Còn nếu mà con không an lạc, bảo đảm họ hỏi con hồi là con nổi sân si ngay. Cứ vui vẻ mà làm những cái việc đó đúng không thầy? Dạ, yeah, chuyện vẻ, chết. Yeah. Nếu mà ngày mai chết thì là mình hãy sống cho hết ngày. Yeah. Hôm nay đi rồi. Yeah. Cái chuyện ngày mai để ngày mai tính. Bởi vậy thầy nói đơn giản lắm, chuyện của ngày mai hãy để ngày. Yeah. Mai tính. Yeah. Kính chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi xin tạm dừng giây lát để giới thiệu quý vị phần thông tin thương mại. Kính chào quý vị khán thính giả, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quay lại với chương trình Lý Số và Đời Sống. Tôi tên là Tina Nguyễn, con kính chào thầy Hoàng Quý Sơn. Chào con. Trước giải lao thì con đang nói về cái chuyện là mình lạy sám hối, đúng không thầy? Xong thầy nói là nên lạy sám hối mỗi ngày, tại vì ai cũng có cái nghiệp cả. Và con cũng đang hỏi thầy về cái chuyện là thầy nói là sống thì sống hết vui vẻ, tâm an lạc cho ngày hôm nay, không có lo gì đến ngày hôm sau ạ. Thì con cũng có chia sẻ với thầy một câu chuyện á, là thật sự là cũng cách đây mấy tháng á, thì hả, công ty của con cũng có một người khách hàng lớn, khách hàng rất là lớn, mà mỗi tháng cũng trả tụi con chi phí mười mấy ngàn lận. Mà thì họ nói họ không muốn dùng cái số phí của tụi con nữa. Thì rất là tụi con rất là đang buồn rầu, tại vì tự nhiên tốn một tháng mất đi mười mấy ngàn rồi sao bây giờ. Thế là cũng phải mất mấy ngày suy nghĩ rồi tìm cách nào để giảm những chi phí này chi phí kia, để cho không có xài, không có bị hao hụt cái phần tiền đó. Thì bỗng như là sao á, thấy con vô Facebook, con thấy Facebook của thầy đang nói cái chuyện gì đó, là tự nhiên con cần cái nó hiện lên. Dạ, tự nhiên hiện lên thầy. Lạ vậy, mình đang buồn mấy ngày, cái xong rồi thấy là Facebook của thầy có nói cái câu là mọi chuyện tự động nó sẽ sắp xếp ổn thỏa, mà mình không còn phải tâm suy nghĩ lo lắng gì hết. Thế là thôi con cũng nói ok thôi, thì mình mất khách hàng này nhưng mà mình cũng giảm những chi phí khác, rồi cũng có là cái cơ hội cho mình để mình coi lại mình đã làm cái gì mà không có xài tiêu hoang phí quá đó. Thì như vậy xong rồi thấy là tháng sau thì khách hàng lại quay comeback lại, là nói là thôi không có, giảm chút xíu phí cho ổng thôi, nhưng mà ổng không có cancel nữa. Dạ. Dạ. Thì thật ra cái câu đó nó là như vậy nè. Mọi chuyện tự sẽ giải quyết ổn thỏa. Nếu như bạn cứ ăn no ngủ kỹ và đi chơi vui, nếu ngày mai trời sập thì cũng cứ để chuyện của ngày mai. Đừng bao giờ quan trọng nó, cũng đừng bao giờ để ý nó. Nếu ai mà tu được như vậy, không chuyện gì trên đời này bạn muốn mà nó không tốt, thì cũng giống như con thấy không? Khi con hiểu cái câu đó ra cái, tự nhiên họ sẽ quay trở lại. Cái đó nó gọi là nghiệp quả. Vì khi mà giữa mình và họ cái nghiệp nó duyên nghiệp nó hết rồi đó, tự động họ bỏ đi. Nhưng mà nếu con càng lo âu cái gì thì con lại càng làm cho họ chán nản, họ càng bỏ con đi xa hơn nữa. Mà chưa kể khi con lo âu đó thì ở trong cái cơ thể của con đó, trong cơ thể của mình đó, nó có tạo ra một cái chất nước mà thầy tạm gọi nó là cái chữ cho ai cũng có thể hiểu được là cái chất nước cam lồ. Cam lồ.
cái chất nước đó nó hay lắm. Dù con bệnh tật kiểu nào mà hễ con tạo ra cái chất nước đó lập tức nó hết bệnh ngay. Chứ thầy đâu có cái khả năng gì mà để làm cho mọi người có thể hết bệnh được, con thấy không? Tại vì họ khi họ an tâm rồi đó, tự nhiên nó tiết ra cái chất nước đó hết bệnh ngay. Dù là con ung thư cũng hết bệnh. Dù là con phước hết, tự động có phước. Tại sao? Tự tánh nó tự tạo ra công đức. Con không cần phải đi làm cái gì hết. Đấy nha. Cho nên là cái chuyện của mình á, hay gặp chuyện thì mình lo mình ăn chơi, ngủ nghỉ, đừng bao giờ bận tâm tới cái chuyện đó. Thí dụ thiếu nợ, con bây giờ con không làm được gì, bây giờ con lo làm gì? Con có lo con đâu trả nợ được đâu, đúng không? Vậy thì mình cứ quên đi, mình lo mình đi chơi, mình lo mình đi du lịch, mình lo mình đi làm những cái việc mà mình cần làm. Quên cái vụ mà mình thiếu nợ quan bên đi. Rồi tự động nó sẽ có cách để rồi mình trả được nợ. Mà cái này đó, ở trong làng ta ai làm giống như thầy thì đương nhiên là sẽ giải quyết được. Còn cái người nào mà một ngày tụng kinh 24/7, 7 ngày một tuần nhưng mà tụng mà ngày nào cũng cứ lo làm sao để tôi có tiền trả nợ, làm sao con tu 3.000 năm con cũng không có tiền trả nợ. Đừng nói chi là con tu chỉ có 3 tháng mà con mong có tiền trả nợ, không có đâu. Chỉ khi nào con ăn rồi con đi chơi, con tức là đi đâu cũng niệm Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật và quên hết, không để ý tới tiền nợ nần gì hết, thì không có cái nợ nào con trả không được hết. Okay, thầy đã từng phá sản, thầy đã nói với con đó. Nhờ thầy phá sản thầy mới lập được cái Facebook đó, đúng không? Đó. Cho nên là cái câu mà nếu mà thầy sau này thành Phật đó thì chắc chắn là cái câu mà thầy sẽ thần chú mà thầy sẽ dùng. Bởi vậy thầy mới bỏ vô trong ngoặc là thầy nói cái câu thần chú của Thiên Niên Kỷ là mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết ổn thỏa mà bạn không cần phải lo lắng suy nghĩ gì hết. Chỉ cần làm cái chuyện đó thôi là mọi thứ nó ổn. Cũng giống như Đức Phật Dược Sư thì ngài có cái câu thần chú của ngài là gì? Là giải oan kết nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đối trước Phật đài cầu xin giải kết. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mang nguyện dược sư Phật, phải không? Nó dài nhưng mà dễ nhớ, cũng dễ nhớ. Nhưng mà thầy nghĩ ra cái câu mọi chuyện tự sẽ giải quyết ổn thỏa mà chỉ cần bạn ăn no ngủ kỹ, không cần lo lắng gì hết, mọi chuyện sẽ xong. Mà cái sự thật nó là như vậy. Con thấy không? Con ăn no ngủ kỹ lập tức người ta cũng trở lại với con. Con cần gì con phải suy nghĩ gì đâu. Con có cần phải gọi ổng để xin phê, xin xỏ gì đâu. Đơn giản đó là như vậy. Nhưng mà thầy nói họ tin không được. Con nghĩ là mình cứ làm cái tốt cái gì của mình đang làm vậy thôi, thì chuyện gì đến nó sẽ đến. Hãy làm hết những gì mình có thể làm. Nói như vậy có nhiều người hỏi thầy, ủa chứ nếu mà mọi chuyện tự nó sẽ giải quyết con thỏa, mình không lo gì hết sao được? Nó không phải. Thí dụ như bây giờ anh cần phải đi xin việc làm thì cái chuyện của anh là anh cứ tụng kinh trì chú niệm Phật, anh bên đạo Thiên Chúa thì anh cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, có bình thường hay Đức Chúa thôi, có vấn đề gì đâu. Rồi xong anh cứ yên tâm như vậy. Còn cái chuyện anh cần phải đi xin gửi resume thì anh cứ gửi resume. Nhưng mà anh đừng bao giờ gửi resume xong á là 2-3 ngày lo coi thử coi họ đã gửi tin nhắn gì cho mình. Đừng. Bạn gửi và bạn cứ nghĩ là họ không có nhận mình đâu, gửi chơi cho vui về thôi chứ không nhận đâu. Có cái gì mà con làm chơi cho vui mà con không ăn thật đâu, làm chơi cho vui đều ăn thật. Nhưng mà những cái mà con mong làm thật để ăn thật, con có thấy ăn được cái nào đâu. Thấy chứ? Cho nên là mình gửi resume thì mình cứ gửi. Nhưng mình cũng không bao giờ quan tâm là họ có trả lời mình hay không trả lời. Mình cũng chả quan tâm là họ có mướn mình hay không mướn. Thì đương nhiên là họ sẽ mướn. Còn nếu ngày nào con cũng tụng kinh trì chú mà con cứ cầu nguyện để con có việc làm 8 tháng, 10 tháng, chả có. Có nhiều đứa nó tụng 3 năm không có. Thầy kêu vô, đi vô tìm cái bài hỏi xoáy đáp xoay đọc đi. Nó đọc xong cái chiều nó nhắn tin lại, thầy ơi, con hỏi thầy hồi sáng con vô con đọc xong rồi chiều con không nói gì sao, cái là tối lại cái có người nhắn tin báo với con nhận rồi. Thí dụ vậy. Khi mà con giải quyết, con bỏ hết tất cả mọi thứ là lập tức con được ngay. Mà hễ mà con cứ mong không được, đơn giản là thế. Lúc mình tụng chú dược sư hay là gì không có cầu á thầy? Không cầu. Không, con thí dụ con đọc á thì con chỉ nói, ví dụ con nói ok bây giờ trong vòng 3 tháng nữa con đang rất là muốn có việc làm, hay là thí dụ con cần có việc làm trong vòng 1 tháng thì nay con phát tâm con tụng chú Đại Bi hay là con tụng chú Dược Sư 21 ngày. Ok, thí dụ chú Dược Sư tụng 108 biến, túng chú Dược Sư Đại Bi thì con tụng 21 biến. Rồi con nói như vậy, ngày thứ nhất con nói như vậy, ngày thứ nhì con nói như vậy, ngày thứ ba con nói như vậy, đủ 3 ngày tức 3 lần đúng không? Nếu mà con tụng sáng tụng chiều thì như vậy con nói được 6 lần. Đủ rồi đó, xong rồi đó. Thế là con cứ cấm đậu cấm cổ con tu và con đừng bao giờ nhớ tới cái việc mà con đang cần nữa là tới hết. Cũng giống như bệnh, con thấy không? Nè, trong này có nhỏ nó nhắn tin cho thầy ngày hôm qua nè. Thầy nó cũng nói y như thầy vừa nói, nó nói là con bị bệnh mà con tụng như vậy là nguyên 1 năm trời. Con vào làng 3 năm rồi mà con khi con bắt đầu tu là con tu đúng 1 năm trời, con tụng như thầy nói nhưng không hết bệnh.
Mãi sau này khi con coi những cái video mà thầy nói ở trên Hoàng Quý Sơn Channel đó, thì con mới thật sự hiểu được rằng là khi mình tu thì mình cứ tu và mình quên cái vụ bệnh mình qua một bên, thì con tu đúng chỉ có một tháng thôi là tự động bệnh con nó hết, dứt luôn, đi đi bác sĩ chụp hình không còn có bệnh luôn. Sự thật nó đơn giản là như vậy, nhưng mà thầy nói người ta không tin, nghĩ là phải cầu mong mới có. Phật đâu phải là thần, Đức Phật hay Bồ Tát không phải là thần, các ngài không cho mình được cái gì hết. Tất cả mọi thứ là do mình tự làm tự được. Cũng giống như bây giờ con đi nhờ thầy nào cầu siêu cho bố mẹ con mà có thể vãng sanh được, khó lắm. Dĩ nhiên là có. Đấy nha. Dĩ nhiên là có, ở Houston này có một người có thể làm được, đó là thầy Thông Huệ đó. Nhưng mà cái số đó con đếm được trên đầu ngón tay, cả thế giới chứ không phải là chỉ có riêng Houston không. Đúng không? Chỉ có con mới cầu được cho cha mẹ con thôi. Cho nên cái chuyện tu là chuyện của mình, mình phải lo mình giải quyết, đừng có nhờ ai hết, không nhờ ai hết. Mà tu giống như thầy nói vậy đó, quên hết tất cả mọi thứ khác đi, thì chuyện đó là bình thường, nó sẽ có, muốn cái gì có cái đó. Nghĩ trong đầu là có, nhưng mà nếu ngày nào con cũng canh cánh con mong có thì không có. Đơn giản là vậy đó. Thì con đã chứng nghiệm được cái lời nói của thầy, phải không? Mọi chuyện tự sẽ giải quyết ổn thỏa, mà con không cần phải làm gì hết á. Không cần phải đi xin ổng, cũng cần phải gọi ổng, cũng cần phải nói lời hay ý đẹp con khỉ gì hết á, tự động ổng sẽ trở lại ổng kiếm con thôi. Vợ chồng cũng y như vậy đó. Bởi vậy thầy mà đứa nào nói bây giờ chồng con muốn ngoại tình mà bây giờ về chồng con đi ngoại tình xong về đưa văn bản ly dị rồi bây giờ con làm sao thầy? Nó ơi, tôi ký bố bằng mọi giá phải ly dị. Có nghĩa là nó nói gì năn nỉ xin xỏ gì cũng không, bằng mọi giá phải tuyệt đối là nhất quyết phải ly dị cho được. Khi mà bạn nhất quyết ly dị thì không có thằng chồng nào nó muốn ly dị hết. Nhưng mà nếu bạn sợ ly dị thì thằng nào nó cũng ly dị bạn hết. Đơn giản đó là như vậy, mà người ta không tin. Thì cũng giống như con thấy có đứa nó nói với thầy ơi, con làm về nghề spa mà nếu mà về sắc đẹp, mà nếu con nói hết sự thật về những cái gì mà như thầy dạy đó về sắc đẹp đó, vậy rồi làm sao người ta tới, ai tới tìm con nữa? Thì thầy mới hỏi ủa vậy chứ trong làng ta toàn là chửi với đuổi không à, đúng không? Thế tại sao con thấy là mấy trăm ngàn con người ta vẫn cứ xin nùng nượp đi vào vậy? Tại sao vậy? Tại vì nếu mà thật sự mình nói đúng, mình làm đúng và mình làm vì cái tâm lợi ích của họ thì con nghĩ làm sao mà họ không tới? Nếu mà bây giờ bạn chỉ cần bạn làm tốt cái chuyện của bạn và người ta tin tưởng bạn, biết là bạn là một người thành thật, thì đương nhiên là con làm là tự nhiên người ta sẽ giới thiệu thôi, có vấn đề gì đâu, đúng không? Sự tình đó là như vậy. Mà trong làng ta cái không biết con có đọc cái tin tức là có một cái bạn mà bạn nhắn tin là bạn muốn nhờ thầy xin phép thầy. Tại vì làng ta muốn làm gì phải xin thầy chứ thầy không có đi xin ai hết. Đặc biệt làng ta là thế. Nó nói như vậy nè. Dạ nhờ thầy nói lại với mọi người giúp con tâm nguyện, con mong chương trình tại vì nó là thưa thầy, năm nay kinh tế khó khăn sắp đến Tết mà nhiều bà con không có kinh phí để về quê ăn Tết. Con có tâm tư mong muốn làm những chuyến xe không đồng mang tên làng ta để giúp những người xa nhà được về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình. Con biết có những người vì điều kiện không cho phép mà đã nhiều năm không được về thăm nhà. Con không biết những chuyến xe này tốn kém bao nhiêu, thì đại khái là nó muốn nhờ làng ta để mà làm cái, không phải để làm cái chuyện đó, và nó phát tâm ủng hộ là 500 triệu, tức là khoảng 22.000 đô la. Wow, ở Việt Nam hả thầy? Ở Mỹ. Nhưng mà gia đình ở Việt Nam. Nhưng mà thằng đó không phải đó, là tại vì đệ tử của thầy mà, nó không phải nó tặng chỉ có mấy chục ngàn đâu. Từ cái ngày mà nó tu theo thầy là nó lên Hoàng Quý Sơn Channel, nó cũng nói thẳng luôn mà. Con là phá sản trong vòng 10 năm. Không làm ăn được gì. Làm cái gì thất bại đó, làm gì thất bại đó, mãi cho đến khi con vào làng thôi. Tu rồi, gặp được rồi đó, thì con làm chỉ trong vòng 1 năm con trả luôn hết cái số nợ. Thành ra nó đã cúng dường cho thầy, cho làng ta nó là mấy trăm ngàn rồi, chứ không phải cả trăm ngàn hơn rồi đó. Vậy đó có phải là cái chương trình đặc biệt mà thầy nói là cho Tết này không? Tết này. Là cho Tết này là làng ta có một cái chương trình đặc biệt là sẽ tổ một cái quỹ những chuyến xe để cho không đồng cho bà con về quê ở Việt Nam. Và cái tài kinh phí mà nó đó bỏ ra đó là 500 triệu. Và nếu mà thiếu thì làng ta sẽ ủng hộ thêm. Với lại khi thầy vừa nói một cái thì thầy nói ok,
Chắc có thể giờ thời gian nó đã hết rồi, mình hẹn cái tuần sau để mình nói về cái đó. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình Lý Số và Đời Sống. Hẹn quý vị khán thính giả trong chương trình tuần sau.